chào mọi người. Đây, đội gái đi quay mấy cái nhà máy thủy điện của người dân và đồng bào lên đây một chút thôi. Xem nhá. Đây là con đường đi xã Sơn Lập. Đấy, ngọn núi mờ mờ cái nào được hay lạ. Đây là có điện lưới đến rồi nhưng mà một số hộ gia đình người ta vẫn phải dùng điện nước. Đấy, ở dưới kia kìa. À, nói thêm đây là một nhánh nhỏ của cái đầu nguồn con sông Năng chảy ra Sơn Lộ xuống Băng Nậm là cái bể đấy, nguồn con sông Năng ấy. Đây chúng ta đang tạm thời nhìn ở bên trên, trông nữa xuống dưới xem kỹ hơn nhá. Dỗi quay chơi thôi. Con đường này là làm được cách đây khoảng 3 năm. Ngày xưa chỗ này là có cầu khỉ qua, không có đường qua đâu. Ừ, vách đá treo leo. Trên toàn gỗ nghiến đấy. À, và đây đồng bào ta cũng biết lấy đá về xếp để này, sau này là lấy về làm kè đấy, đóng nhà đấy. Mày đóng nha. Nơi này còn hoang sơ lắm. Xem chừng xem khó đi đây. Cố gắng lên. Và đây là suối đầu nguồn con sông Năng.
Hai vợ chồng đang lấy rau. Lấy rau ở về. Suối chơi thôi. Trồng rau tận đây à? Đây hết cá rồi. Rồi, cục nghiền đây này. Nhặt thuốc hay nhặt gì đây? Rau. À, cái này rau này ăn được mà ăn được gì? Rau lang, rau chua chua kia phải không? À đây cái này cũng ăn được này cái này à? Được mà. Mình có ăn không? Ngon nhưng mà cái này là... Nhà ngài mà cái này à? Cái này phải vào cái gì đấy. Ăn được. Tiếc tay bảo là nhà ngái. À. Thế tí tí ngắt một nắm mới ăn mới được. Đi quay mấy cái nhà máy thủy điện à? À nhà máy thủy điện của Đông Bao à? Ồ, đây còn cục nghiến này, cây nghiến này chuẩn hơn nhỉ? Nhì, có ai nhỉ? Nên đấy, nhì. Nên 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 đấy, to lắm nhỉ? Ui mục rồi, mục rồi nhỉ, mục rồi mưa. Đó nhà máy thủy điện đấy. Rau kia gọi rau gì đấy em về? Rau này á? Ừ. Rau này em không biết tên. Nhưng mà chị Vông thì ăn thì nó có kiểu chua chua ấy. Chua chua ấy đúng không?
Nhà máy thủy điện của đồng bào đây, motor quay đây, củ phát điện đây, dẫn nguồn nước từ trên kia về. Yeah, cái này người ta dùng hơn chục năm rồi đấy. À, đây nha. Trên nhiều vẫn còn đây. Nhìn thấy dây điện không nhỉ? Đây dây điện. Ngoài gần như vậy, gần đây nhá, mấy trăm mét đấy. Chỉ là cái số. À, bên kia còn mấy cái kia. Ôi mát thế ở đây. Nước bắn tung tóe. Nhà máy thủy điện đấy của đồng bào đấy. Cái motor quay và cục phát điện ra và dây điện dẫn đến tận nhà. Bên này có này. Đây đây. Oh, nước suối chảy to lắm rồi các bạn. Đây là đầu nguồn. Đầu nguồn của con sông Năng nha, một nhánh của đầu nguồn con sông Năng thôi. Nằm ở địa phận xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Nhìn thấy đây nước chảy to lắm. Như vậy thôi mà đồng bào cũng đủ thắp sáng đấy cho mấy hộ gia đình đấy. Chỉ đủ thắp sáng thôi. À, trên kia có một hai cái hỏng rồi.
rồi, xong rồi suối này thế nào. Oh. Đấy. Cái này mà mùa nước lũ về là to lắm. Đây, có cái hỏng rồi. Bên kia hỏng rồi. Rồi ngắm đầu nguồn đấy rồi. Đây là che mưa đấy. Phát điện này, à, dây điện này, dây điện dẫn dẫn đi nhà của họ cao tít đấy. Đi nha. Đấy. Đây rồi. Đây chưa có nhiều lắm, giờ còn 4 cái thôi.
Thôi, chào các bạn. Hẹn gặp lại ở những cái video nó khác.